chào các bạn. Không biết các bạn có thường ăn chay hay không nha. Và nếu có ăn thì các bạn thường ăn vào ngày mấy của tháng? Thông thường mình thấy thì nhiều người sẽ ăn vào ngày 30 mùng 1 và ngày 15 âm lịch. Vào những ngày này thì các quán bán đồ chay tại thành phố Bạc Liêu thì mình thấy khá là đông. Nhưng hầu hết những quán chay này đều bán các món ăn sáng hoặc là ăn tối như là hủ tiếu, nè, bún riêu, bún quế, phở hay là bò kho chay. Chứ mà quán bán cơm chay thì Bạc Liêu mình thấy khá là ít. Và trong video này mình xin giới thiệu với các bạn một quán chay khá là mới và đang khá là hot tại thành phố Bạc Liêu. Phải gọi đúng hơn là nhà hàng nha các bạn. Nhà hàng này có tên là nhà hàng ẩm thực chay Thiên Ân, nằm tại số 44 đến 45 đường Ninh Bình, phường 2 thành phố Bạc Liêu, nằm cặp bên với quán ẩm thực hải sản Biển Dương. Theo mình được biết thì nhà hàng mới khai trương ngày 31 tháng 5 2021 và đang thu hút khá nhiều người thích ăn chay đến đây để thưởng thức. Nhà hàng mở bán từ 6 giờ sáng cho đến 20 giờ đêm. Buổi sáng thì bán điểm tâm sáng, buổi trưa chiều tối thì bán cơm. Món ăn thì rất là đa dạng và phong phú, sẽ xoay vòng và thay đổi theo từng ngày, giúp cho mọi người có nhiều sự lựa chọn khi đến ăn. Và đặc biệt hơn là nhà hàng có buffet vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, giúp cho những người ăn chay có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn. Không gian quán thì tương đối rộng và được trang trí khá là ấm cúng, đủ cho cả gia đình hoặc là cả một đoàn khách luôn nha các bạn. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe anh Tiến, quản lý nhà hàng, sẽ có những lời chia sẻ. Chào mọi người, mình là Tiến, mình đang hiện công tác ở ẩm thực chay Thiên Ân, địa chỉ số 44 đường Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu, phường 2. Mình mời mọi người vào đây để mình chỉ cho các bạn những món ăn ngon đặc đáo của Thiên Ân. Ở đây thường thường là mùng 1 và 15 ở Thiên Ân có những món buffet chay cực kỳ ngon, chỉ có giá 39k thôi. Đặc biệt mùng 1 mình có những phát cơm từ thiện cho tất cả những người, hầu như là những người qua đường nghèo ở đây, mình đều hỗ trợ những món đó. Dạ đây em xin mọi người. Dạ đây, tất cả những món buffet của em ở đây, mọi người có thể tham quan và thưởng thức à. Đặc biệt ở đây buổi sáng mình có bún thái, bún mắm, bún riêu, đặc biệt bún chả giò ở đây cực kỳ ngon. Giá tương đối mềm, khoảng tầm có 29k thôi một suất. Ở đây mình thấy hầu như hàng ngày mình thay đổi tới hàng ngày. Món ăn như thế nào là hàng ngày mình thay đổi. Đặc biệt ở đây bún mắm cũng rất ngon, bảo đảm. Còn ở đây những ngày mà hả mùng 1, 15 các bạn dùng thử buffet. Còn về những cái thường, hiện giờ mình đang có chương trình giảm 50k, 50% từ 31 tháng 5 tới ngày 10 tháng 6. Đặc biệt khi các bạn giờ khách quen ở đây, các bạn có thể là mình sẽ mong và các bạn dùng thử cái thẻ giảm giá khoảng tầm từ 20-10%. Quán còn rất nhiều món ăn và đặc sản khác, mời các bạn tới dùng và thưởng thức sau. Chào các bạn và cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay mình đến quán là ngày mùng 1 tháng 5, cũng là ngày quán có phát cơm từ thiện và buffet. Nhưng mình đến hơi trễ qua giờ cơm trưa nên các khay đồ ăn đã vơi bớt đi. Có khay thì gần hết đồ ăn luôn nha các bạn. Được anh chủ quán chia sẻ là quán khá là đông khách vào giờ cơm trưa. Nhìn thấy các khay đồ ăn thì mình thấy khá là nhiều món để các bạn có sự lựa chọn. Và hôm nay thì có nước sâm và trái cây tráng miệng.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bếp của nhà hàng để khám phá nơi đã làm ra những món ăn chay hấp dẫn này nhé. Không gian bếp được sắp xếp khá là ngăn nắp và thông thoáng, cũng như là sạch sẽ. Nhà hàng trang bị 5 bếp lò, vì thế khách đến ăn sẽ không cần phải chờ đợi lâu để có món ăn mình yêu cầu. Rồi, sắp đồ hũ lên em. Đây là món hủ tiếu xào nha, đã được anh đầu bếp chế biến cho mình. Tiếp theo là món chả giò nha các bạn, thì anh đầu bếp sẽ chế biến cho mình luôn. Rồi, xin chào mọi người ha, mình tên Tuấn ha, hiện đang làm ở ẩm thực Chai Thiên Ân ha, số 44-45 đường Ninh Bình, phường 2, thành phố Bạc Liêu ha. Hiện tại công việc của mình hàng ngày là chế biến các món chuyên về ăn sáng, ví dụ như là có bún mắm, bún thái và bánh ướt, bún bì chả ha. Còn buổi trưa thì có cơm trưa, rồi buổi chiều thì bán những món ăn về nhà hàng ha, chẳng hạn như là những món đặc trưng của nhà hàng. Còn về nhà hàng mình thì có những món về chả giò như là những món đặc trưng của nhà hàng và những món lẩu rất ngon của nhà hàng Thiên Ân ha. Mong mọi người có dịp nào ghé ngang qua nhà hàng Thiên Ân thì ghé ủng hộ mình nhé. Ở đây là quán đồ chay mình tiêu chuẩn rất cao. Đây đồ chay mình tiêu chuẩn cao lắm. Ở đây chả giò này là của bún nè, chả giò của bún chả giò. Và đây là thành quả hai món mà anh đầu bếp vừa chế biến cho mình nha, gồm một dĩa hủ tiếu xào và một dĩa chả giò. Món ăn sau khi chế biến được trang trí khá là đẹp mắt nha các bạn, đúng theo kiểu của nhà hàng. Chưa ăn nhưng mà nhìn bắt mắt thì cũng cảm giác rất là ngon nha các bạn. Theo cảm nhận của mình thì nhà hàng chế biến đồ ăn khá là ngon, hợp khẩu vị với mình, đặc biệt là món chả giò. Cái vỏ của chả giò khi chiên lên rất là giòn và ăn chả giò vô thì cảm cái mùi vị khá là thơm.
Đây là một phần cơm từ thiện của nhà hàng nha các bạn, khá là chất lượng nha. Nhà hàng khá là chu đáo khi cho thêm một chai nước, một trái chuối và một miếng khăn lạnh, rất là chu đáo nha các bạn. Còn chần chừ gì nữa mà không đưa gia đình của các bạn đến đây để thưởng thức những món ăn chay đặc sắc và ngon hấp dẫn này nhé. Với giá buffet chỉ 39.000 đồng và miễn phí khăn lạnh và trà đá. Chúc cho quán ẩm thực chay Thiên Ân ngày càng đông khách hơn và tiếp tục làm những công việc thiện nguyện là phát cơm miễn phí cho người dân Bạc Liêu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ về Bạc Liêu. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.